Xin kính chào các quý vị. Chào mừng quý vị đã đến với kênh Đá Quý Thanh Hóa. Trong nội dung video ngày hôm nay, kênh Đá Quý Thanh Hóa xin được giới thiệu đến với quý khán giả một tác phẩm Đào Tiên Phong Thủy được điêu khắc từ chất liệu đá thạch anh hồng, chuẩn hàng thiên nhiên tự nhiên. Đào tiên thì nó tượng trưng cho sự hoan hỷ, mang đến tài lộc cho gia chủ. Đặc biệt khi nó được làm từ chất liệu đá thạch anh hồng, là một trong những cái dòng thạch anh có nguồn năng lượng cao nhất trong các dòng đá phong thủy, một trong những cái dòng có nguồn năng lượng cực tốt trong các dòng đá phong thủy. Năng lượng của thạch anh thì đã được kiểm chứng. Mẫu này thì có chiều cao của đá từ trên đỉnh này xuống dưới là 35 cm, và bề ngang điểm rộng nhất này là 20 cm. Độ thông đèn của đá soi cho quý vị xem này, cực kỳ tốt quý vị nhé. Dòng thạch anh độ thông đèn của đá cực kỳ tốt này, độ thông đèn cực tốt. Một mẫu thạch anh hồng chuẩn hàng thiên nhiên tự nhiên. Đã được điêu khắc khá chi tiết và cẩn thận. Tất cả những chi tiết điểm này đều là đánh bóng tự nhiên hết quý nhé, quý vị nhé. Đây là độ bóng, là độ bóng tự nhiên của đá này. Tổng khối lượng của cả đá và đế tác phẩm này nặng là 7,8 kg. Và riêng cái tác phẩm này nặng riêng đá không, một mình đá không là 7 kg. Và hiện tôi đang giao lưu cùng với quý vị tác phẩm này với giá là 5 triệu đồng. Quý vị nào nếu có nhu cầu muốn sở hữu hay liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Yêu thích chỉ việc để lại thông tin địa chỉ nhận hàng, tôi sẽ gửi hàng đến tận nhà cho quý vị. Giao dịch mua hàng bên tôi thì có hai hình thức. Một là khách hàng chuyển khoản trước thì sẽ được bao ship trong phạm vi toàn quốc. Quý vị nào nếu đã từng mua hàng nhiều thì biết rồi. Còn nếu quý vị không có điều kiện chuyển khoản hoặc là chưa tin tưởng thì có thể chúng tôi sẽ cho thu hộ. Tuy nhiên nếu mà thu hộ thì quý vị chịu giúp cho tôi phí ship. Bởi vì khi thu hộ thì chúng tôi sẽ phải mất thêm một cái phí nữa, đó gọi là phí thu hộ. Quý vị nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để thường xuyên nhận được những video mới nhất. Hàng ngày kênh Đá Quý Thanh Hóa luôn có những video giới thiệu về các sản phẩm đá phong thủy, đá đẹp tự nhiên, phục vụ đến các quý khán giả. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin kính chào. Và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.